Thì đầu tiên á, thì layer thì mình sẽ chia á, mình chia cái phân khu ra, thì mình Tăng sẽ lấy cái phân khu đầu tiên này. Tăng sẽ lấy từ cái đỉnh cao ha, chia cái top này gọi là cái điểm vàng đó các bạn. Cả nhà nào mà không 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 nhớ thì chúng ta có thể xem lại, ôn lại ha. Đây là điểm vàng nè, đó. Ok, điểm vàng nha. Rồi, ok các bạn ha. Các bạn chia cái top này ra giùm Tăng nha. Rồi, cái top này ha. Ok. Rồi, cái top này các bạn tạm thời các bạn xoắn lại. Chúng ta cắt cái phần cố định và di chuyển ở dưới trước nha. Rồi. Cảm ơn vào nha. Đấy, rồi, ok. Rồi mình sẽ Tăng sẽ cắt một cái phiên bản, là Tăng sẽ cắt nhanh cho các bạn luôn, dễ hiểu ha. Đầu tiên là mình sẽ xác định được độ dài của khách hàng nha các bạn. Ok. Rồi. Thì mình sẽ thương lượng với khách hàng độ dài. Ok. Chị xuống đây chị xem em cắt layer luôn nè. Đấy, trực tiếp nè, đây là chị Thư. Chị Thư này lại cắt được tông bóp rồi các bạn. Rồi. Mình sẽ lấy một cái điểm giữa này nè các bạn. Ha. Một cái điểm giữa đây nè, để chúng ta làm một điểm chuẩn. Thì chúng ta chia làm đôi và đẩy về phía trước nè, để hỏi ý khách hàng độ dài nhất. Em quay vô gương nha, đây. Em quay từng bài á, không không quay quay từng clip. Rồi. Cái độ dài nha, thì mình xác định độ dài của em gái này dài nhất nè. Thì tới đây. Thì các bạn phải tính cái điểm gơi này nha. Cái điểm gơi từ trước nó đổ về sau. Các bạn hình dung không ạ? Đây. Thì cái đây là cái độ dài của cái phần ở phía trước nè. Đó. Thì mình sẽ tính được cái độ độ layer á, thì ở này nè, nó layer thì nó cầm cái lượt. Các bạn có hiểu cái chỗ này không ạ? Đó, mình sẽ tính nè, vuông góc nè ha, mình đi vuông góc nè. Thì xuống đây nó mới lên, nó mới ấy, thì các bạn phải tính độ dài. Ví dụ như ở đây thì các bạn phải dở ở đây độ dài, dù ngắn ở đây thì nó khác, ngắn đây nó khác, cũng là một phương pháp. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu về hai cái bài cắt. Đúng không? Rồi, ok, em xác định là dài tới đây nha. Ok không? Rồi, đây ha. Rồi. Phục các bạn. Rồi mình lấy thằng này dở lên nè. Ok chưa? Rồi thì mình cắt một cái. Thấy chưa? Rồi. Thì các bạn sẽ thấy nè. Thấy chưa? Đúng chưa? Rồi, thì Tăng sẽ chia ra cái điểm e point nè, đó e point. Cả nhà nhớ điểm không? Rồi nè, đầu tiên là mình sẽ có điểm chuẩn rồi, thì mình sẽ áp dụng phương pháp cắt square ha, cắt ngang. Tại sao mình cắt ngang? Bạn ngang cho cái đuôi nó dày ha. Chị nhìn nhìn cái bài cắt này luôn nha, em có quay rồi đó. Mình cắt ngang trước nha các bạn. Rồi, bao nhiêu đang xem livestream em? 20 bạn. Rồi, các bạn xem có hiểu thì không hiểu thế nào nói mình nha. Mình sẵn mình trả lời cho các bạn luôn. Ok. Đấy. Ở trong cái link của em mà có phải không? Để về coi có Đúng rồi, em có trên cái link đó, link. Rồi. Cái thằng này mình chia vô đây, mình để đây cắt tròn nè, chị thấy không? Ok. Thấy không? Mình cắt tròn ha. Cắt tròn. Cả nhà nha, tròn nè, đẩy về sau nè. Ok. Đó. Thấy không? Đó, cắt tròn. Thì nó sẽ thành dáng bầu ha các bạn, thấy chưa? Từ cái điểm e-point này các bạn, e-point nè. Khang khang tỳ cơ biến qua như khang. Đó chị hiểu không nè, thấy không? Ừ, cắt lên. Rồi đẩy dưới đây cắt. Đúng chưa? Ha. Là nó sẽ thành cái form á. Rồi. Cái form này thì hồi nãy Tăng mới nói rồi đó, cái form này thì nó rất là nó chưa được cái mở khuôn mặt nhiều. Nè chị nhìn nè. Nó đang bị dài á. Thì các bạn phải chia từ cái đỉnh e point nè. Các bạn phải chải. Hello. Nè. Mọi người phải chị phải chải thẳng về phía trước nè. Chúng ta phải chải thẳng về phía trước nha các bạn. Đúng không? Thẳng về phía trước nè, để mình cắt á. Nè. Các bạn có thể hình dung không ạ? Hiểu chưa? Nâng cao đó nha.
thẳng về trước hết luôn nè. Nè cho đứng nè, thẳng về trước hết nè, vuông góc nè, mà trả cho sát vô. Rồi mình đi nè, đi vuông góc. Thấy chưa? Nè, điểm dài nhất nè, thấy không các bạn? Rồi các bạn hiểu chỗ này không ạ? Dễ không? Đầu tiên là mình cắt cái form tròn trước, sau đó mình mới chia mà đẩy vô phía trước mình cắt. Đó. Thì các bạn sẽ thấy nè, nó sẽ mềm nè, thấy không? Ok. Thấy chưa? Hả? Rồi. Bên đây cũng vậy luôn. Mình chia về bên đây trước nè. Ừ, mình đẩy về hết nè các bạn. Rồi. Thấy không? Đầu tiên là các bạn cứ cắt vuông giùm Tăng nha. Các bạn cắt vuông nè, thẳng về trước cắt, cắt xong. Cắt xong rồi gì? Sau đó các bạn hạ xuống nè. Nè, các bạn hạ xuống chải để các bạn cắt cái form á nè. Hiểu ý Tăng nói không ạ? Nè chị, cái form nè, đó. Nè. Thấy chưa? Nhìn thì gì có vẻ dễ đi nhưng mà tay mình không quen á. Mình làm không được. Đấy các bạn thấy không ạ? Các bạn có xem rõ không các bạn? Em quay mọi người coi rõ không? Rồi sau đó mình lấy cái cọng này nè chị, thấy không? Với cọng này nè. Đo ha, mình đo lại, đo ngay giữa càm nè. Em thẳng đi mạnh nha, ok. Đó, ok nè. Hello chị Phan Yến nha. Thấy chưa? Mình đo giữa càm. Rồi mình để xuống. Ha. Hai cọng này nó quyết định hai bên đều không nè. Rồi sau đó mình mới kiểm tra lên là một lần nữa. Rồi. Nhớ là cái đường cắt của mình là cứ đi thẳng vậy nè. Đó, sau đó mình đi nè. Ok. Rồi mình cắt cái dắt. Đó. Rồi, ok. Rồi ha. Đó là cái mẹo của mình là cắt form mấy các bạn. Form trước nha. Form ha. Rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Đó, cắt form mấy các bạn. Ok, thấy chưa? Cái form. Rồi bây giờ mình xử lý layer nè. Cái này chị đã cắt cái form xong rồi đó, nhưng mà chỗ này còn hơi dài nè. Thì giờ mình vẫn là áp dụng phương pháp hồi nào hồi sáng vậy cắt đó. Là ra đu á. Là từng thấp á. Cứ đưa ra vuông góc nè. Ừ, chọn đậu thôi. Cắt. Ok, thấy không? Điểm nè. Có nghĩa là mình thay vì mình cắt thẳng gì không được nha, đừng cắt thẳng nha. Mà mình cắt tròn nè. Hiểu ý Tăng không? Đó. Chạy xuống. Thấy không? Nó sẽ dày cái đuôi. Chải đàng hoàng nè. Từ trong chân chải ra nè. Chải xuống lớp nào ra lớp đó chị thấy không? Hồi nãy là đẩy đây. Giờ đi chọn theo chọn nè. Nè. Điểm chuẩn nè coi nhà ha. Cái nhà danh nè. Đó. Chọn theo. O cái tay theo. Rồi chạy xuống. Ha. Tách ra. Quay từ từ cho mọi người xem ha. Rồi xong. Ok. Bên đây cũng vậy luôn nha. Đi đây. Thì thấy em di chuyển tròn theo đầu không? Cứ nghĩa là cũng là phương pháp đó thôi. Nhưng mà mình cắt dài vậy thì hình dung không? Dài ra. Hồi sáng như nãy giờ mới cắt thành ngắn đó. Nhưng mà cái này là em đang cắt tròn và có mở khuôn mặt. Rồi ha, đó. Chị thấy em đang tròn theo sợ không? Rồi, xong. Đấy. Rồi mình đẩy về phía trước nè, mình coi ha. Đó, nó form nó có layer nè. Là mình cần phải độ dày dưới đây. Rồi trên đây mình mới chia ra làm đôi. Cái phần trên đây các bạn, mình chia làm đôi ngay trang chỗ cái e-point nè. Ngay trang chỗ cái e-point, ngay là dành cao lỗ tai nằm đi thẳng về. Trước khi chia cho thấy không, chảy xuống nha. Đó. Mình sẽ cắt cái thốp này. Chảy từ trong dương chảy ra được không? Cả nhà nha. Dạ, rồi. Cả nhà ha, mình chia cái thớp này ra nè, thì mình sẽ lấy một cái cọng này nè. Mình ốp lên 180 độ mình cắt. Biết không? Mình sẽ không có đi tròn theo nó sẽ bị nặng. Còn mình chỉ muốn cho từng ở trên cao thôi thì mình ốp thẳng lên luôn.
cái cọng anh ăn. Rồi mình úp cao luôn các bạn, rồi sau đó mình cắt một cái bụp luôn đó, cái nhà hình dung ạ. Mình túm nó ngay chân chỗ giữa nè đó, thấy cọng nó lú không, mình đứng thẳng lưng nè, rồi mình hạ xuống, sau đó mình sẽ cắt cái bụp ngang luôn nha. Thì mình buông ra nó sẽ phân tán tròn đầu, nó rất là dễ luôn các bạn, cắt hiệu quả cực kỳ đó, nhớ bài ha. Rồi sau đó là mình lấy cái cọng này tiếp nè, mình đẩy về trước tiếp đó, cộng từ cái zone 1 mình đẩy lên zone 2, zone 2 đẩy lên zone 3, nó có 3 cái zone, zone 1, zone 2 nè, zone 3 khu á. Rồi từ cái khu này nè mình chia một cái đường thẳng, các bạn nhìn nè đó, mình chia cái đường K-line ở phía trước nè. Cái phía trước này nó rất là hay cái chỗ là mình cắt ở đâu, mình dựa vào đâu cắt, dựa vào cái điểm chuẩn của thằng này nè, thằng này nè các bạn, băng tay nè, càng băng tay nè đó, các bạn hình dung không ạ, mình dựa vào cái băng tay dưới đây nè, đúng không nè, thì mình sẽ cái đường cắt của mình là cắt chéo lên, các bạn nắm được chỗ này không ạ, này thấy không, có đường cắt rồi đó đó, thì mình sẽ cắt chéo lên nè, thấy không, đây nè, thấy không nè đó, cái tay mình phải xéo nha chị Thư nè, thấy không, hai bạn nắm không, rồi thải ra, ok đó, thải ra mình tiếp tục nè đó, mình chia đây, lấy đây làm tâm, mình đẩy lên tiếp đó, thấy không, ok tiếp tục đây làm tâm. Thấy chưa? Đẩy lên đây tiếp. Đẩy gì thì cứ cắt thằng đó. Thì chúng ta cắt cái hình khối này nó sẽ tạo ra cái ô oval khi chúng ta gơ xuống nè, các bạn nhìn nè, đứng thấy rõ không? Nè, mọi người nhìn nè, qua đây nè. Đứng bên đây nè, đứng bên đây nè. Quay vô gương được nè, quay vô gương á. Nè, nè mình chảy nè. Mọi người thấy xéo không? Nè, khi nó gơ xuống nè. Nè, nó gơ xuống nè. Mọi người thấy không? Nó rơi xuống nè, ha, nó đổ, nó đủ xuống đó. Đây là bài layer ứng dụng dễ cắt lắm bạn, cắt trượt nè, cái đường cắt trượt thấy bạn đó, thì nó tạo ra cái ngọn rất là đẹp. Đưa về giữa cắt hết, đó, trượt lên. Rồi. Khi mình cắt xong mình thải ra. Ha, thải ra mình chảy ngược thì sao? Mình chia giữa mình chết lại. Đấy. Bây giờ đó các bạn nhìn gương nè, thấy không, ok. Rồi tao khuyên mọi người á, nên sấy khô và mình hãy chét khô nha, tại vì ướt á, mình chét cái mình ướt thì mình chỉ cắt cái bài thôi ha, ướt thì mình cắt bài nè, cả nhà thấy không, nó đổ từ đây nè, từ cái đây đổ dài xuống đó, thì giờ mình sẽ khô á, mình sẽ chét nó dễ hơn đó, nó hay bị cái ngắn này nè. Mọi người thấy không? Nó mở hoàn toàn khung xương khuôn mặt. Đó, lai. Rồi bây giờ mình sẽ sấy khô. Sấy khô mình mới cá nhân hóa. Mình cắt ướt là mình cắt hình khối ha. Cái tóc này thì chúng ta có thể là uống cúp bồng bềnh, uống bung, rồi duỗi cúp chữ C, uống bung chữ S cũng được luôn. Dễ không? Nhớ bài không? Có quay giờ đó. Sau khi mình cắt xong á thì Tăng chia sẻ cho mọi người cái mẹo á, là hồi nãy á, là khi để cắt tóc được thì chúng ta cần phải chia tóc nè, cầm kéo nè, chia phân khu nè,
mà muốn chia phân khu thì cả nhà phải hiểu về điểm, đúng không? Các điểm kết nối thành phân khu, phải hiểu trên đầu có bao nhiêu điểm, bao nhiêu phân khu, rồi hiểu về phân khu, rồi cầm kéo được, rồi chải tóc, kẹp tóc bằng hai ngón tay, rồi sau đó là chúng ta phải hiểu về cái bài cắt. Bài cắt là liên quan tới góc độ. Thấy về phía trước nha, thấy về trước. Cái này mình đi xuống số 1 chứ khỏe. Tí rảnh review đi, hoàm clip review. Lấy số 0, ừ số 0 rồi. Cái bài tóc này mà uống bung đẹp lắm nha mấy bạn. Quay vô gương em. Hả? Cho miếng nước, cho xíu nước. Rồi đem tắt đèn. Em đừng có zoom nhiều quá nha, zoom nhiều quá nó mờ đó em. Em đứng thẳng vô gương đi. Đúng rồi. Đứng vô sát xích vô gương. À chào Tina Trần nha. Cảm ơn cả nhà đã dành yêu thương cho Trang dạy cắt tóc nữ nha. Cả nhà thả tim, chia sẻ, bình luận giùm mình đi nha, để mình có động lực và có năng lượng để làm nhiều video clip và livestream chia sẻ cho các bạn nha. Rồi. Ok, cả nhà thấy bài cắt xong rồi nè. Thì đây là bài cắt, chúng ta cần phải có cá nhân hóa đó nha. Tăng chưa cắt máy. Bây giờ Tăng sẽ cắt máy. Ok, cả nhà nhìn nè ha. Từ từ đi em, từ từ. Rồi, Tăng sẽ lấy cái kẹp thôi, em lấy cái kẹp, thầy kẹp nhẹ cái tóc này ngày xưa bạn này vẫn duỗi đơ quá. Một tí xíu là mình sẽ làm chiếc xe lại cho bạn này. Nếu mà cái bài cắt này mà tóc mà dạng như tự nhiên á là nó ôm luôn. Ừ, sao? Không, để cái đó xấu lắm, cắt chỗ khác được chứ. Ngắn luôn, cắt tóc bóp luôn đi. Cái này mình đang cá nhân hóa ha, chỉnh. Chị tập trung bài cắt này chị. Cả nhà thấy không đó, ở trong mấy cái video clip mà TikTok là lặn là đó, tỉa tỉa này không đó. Hả? Rồi cho mình mượn đi. Bây giờ là mình sẽ tạo cái nếp nhẹ để cho mình dễ dàng thấy hơn, tí xíu mình sẽ làm thiệt luôn các bạn. Vì cái tóc bằng này hôm bữa đợt trước có duỗi á, nó đơ. Nè các bạn thấy không, tóc bằng này quăng nè, quăng nè. Đó, tí xíu mình vô thuốc đây em duỗi uống cúp đuôi. Đó, năm nào bạn này cũng làm ha. Mình làm khách quen các bạn, khách mối nhiều lắm. Cứ năm là khách đến. Khách ủng hộ. Em anh làm tóc cho em cũng mấy năm rồi hả? Mấy năm rồi? 4 5 năm vậy hả? Cảm ơn em nhiều nha. Đấy, khi mình kẹp ra nó ôm đẹp đó các bạn. Đấy, ở bên Mỹ thì họ sẽ cắt như này, layer này. Cái layer là nó là phương pháp nha các bạn, nó không phải là kiểu tóc nha. Ta xin nhắc lại nha. Layer nó là phương pháp đó, còn kiểu tóc thì mình sẽ đặt tên. Tại vì nó dùng cái phương pháp layer để cắt thì thường mình hay gọi là kiểu tóc layer đó. Chứ thật sự ra kiểu tóc á là cái tên gọi, mình có thể đặt cái kiểu tóc này là chiếc lá. Hoặc là mình đặt tóc gì, cái gì đó là cái tên mình ghép vô thôi. Giống như ca sĩ đó, phải có 7, thường là nốt nhạc là có 7 nốt nhạc đúng không? Để sáng tạo ra bài hát. Xong rồi đặt tên bài hát đó thôi.
nhưng mà bài hát đó cũng dựa vào 7 cái nốt nhạc để tạo ra. Đấy, ok. Thấy không? Chỉ cần thay đổi góc độ là nó ra kiểu tóc khác rồi các bạn. Xíu mình sẽ đi cái tóc này nè, mình sẽ vô mềm hóa rồi mình sẽ đi chụp tầm khoảng 25 á. Cái mình kẹp, mình mềm hóa xong mình kẹp. Thì mình sẽ làm video clip hướng dẫn cái làm tóc cúp cho các bạn ha. Các bạn thả tim lại cho mình đi. Thả tim ha, mình có động lực để mình làm video clip hướng dẫn làm duỗi cúp, uống duỗi cúp cái mái tóc này cho các bạn ha. Cái này là mình kẹp nhẹ để mình xem cái nếp tóc á. Thì Tăng chia sẻ luôn, nếu như các bạn mà làm nếp tí xíu mình tỉa là nó hư form, thay vì mình làm cái form cho đẹp luôn, tỉa chỉnh chu luôn rồi tí xíu là mình làm là xong luôn đó các bạn, không cần cắt lại. Nếu như anh chị em nào mà kiểu mà chúng ta còn mà cắt tóc mà một tí xíu chúng ta duỗi á ra, chúng ta cắt lại nó mất cái form cho nè, nhớ giùm Tăng nha. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ cắt máy nè các bạn. Mình sẽ cắt máy ha. Cái máy này thì mình sẽ chia ra cái máy nè, chị nhìn em cắt máy nha. Đó, ngay cái điểm này nè các bạn, cắt máy nè, đó. Phân khu của cô máy nè. Máy thì mình ngắt liên kết hoàn toàn với cái phần hai bên. Ở đây ha. Máy ngắn bye bye em. Ok, mình sẽ cắt ngang các bạn. Đó, rồi sau đó mình sẽ dở lên cắt mở layer nè. Đấy. Rồi sau đó mình sẽ cắt điểm. Rồi sau đó mình chỉnh lại cái hình khối tròn lại ra. Ra một cái tóc bay ha. Đó. Từ đây nè, mình cắt. Đơn giản các bạn đó. Chúng ta chỉ cần áp dụng hình khối thôi nè, nó bay nè, thấy không? Tí xíu mình duỗi cho mình uống cái chục vô lại ra. Rồi. Tí xíu mình uống chục 25 cái máy các bạn. Đó. Mình sẽ kẹp nhẹ cái máy cho các bạn xem. Đưa cái kẹp cho nó sẽ phụ. Tóc này là tóc quăng. Cái kẹp tóc còn nóng nữa nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, nó ra bay nè. Qua bên đây nè, qua đây nó mới thấy bay bên đây nè. Thì em quay cái chỗ máy đi. Thì cứ để đó cho người ta coi. Nhưng mày cứ xà quăng lát tao chửi mày đó. Đây, tao đang coi cái máy bay nè. Đấy. Thấy chưa? Ừ. Để gì sân bay luôn. Nè, máy giờ em bay. Đó. Thấy không? Đấy, cảm ơn cả nhà nha. Đó, hiểu không? Rồi từ bây giờ mình sẽ tỉa cho nó form đều nó, thấy vậy chứ chưa có mềm có form đâu. Hình mới hình khối thôi các bạn. Cái này mới hình khối thôi nè. Bây giờ mình sẽ tỉa nó. Thấy không? 4 tiếng chắc anh đứng làm phụ cho. Mấy giờ rồi? Đứng bên đó đi em. Mấy giờ em đi? 5 giờ. Mấy giờ rồi? 1 giờ phải không? Là còn mấy tiếng nữa. Cái này mình cắt điểm nha các bạn.
đẹp cho nó mềm ha. Rồi các bạn chia ở trên đỉnh đầu nè, cắt điểm. Nếu như ta không cắt điểm này thì nó nặng lắm các bạn. Đấy, ok. Cái khác này không? Đó, nó mềm ha. Cái người thợ tóc hơn nhau ở chỗ cắt điểm các bạn. Các bạn lưu ý giùm ta ha. Cắt điểm là nó quyết định cái chữ ký á, của mình nè, còn hình khối là nó ra kiểu tóc. Mấy cái này chị học rồi đúng không? Học cái này rồi đúng không? Đẹp quá thầy. Cảm ơn em nhiều nha, cảm ơn các bạn. Đó. Diễu Hiền Lê có dịp về Việt Nam chứ nên tận cấp. Rồi, cảm ơn bạn nha. Rồi nè, các bạn thấy không? Nó mềm nè. Đó. Ok. Mình sẽ đi từng sới xuống này các bạn. Nè, từ sới nè, nó giống thầy như cần qua Tết khi nào có lớp học cắt vậy thôi. À, qua Tết là tháng Giêng là có em. Đấy, nếu như em học thì em đăng ký ngay lúc này luôn là được rồi đó. Để qua Tết nó full lớp á, không có học kịp, em phải học tháng 2. Tháng Giêng là đã có phá rồi. Đấy, mình đi theo gơi theo từng lớp. Em đăng ký vào học cắt đi ha. Học cắt thì tầm khoảng 15 tháng Giêng âm lịch đó là có lớp rồi. Cái này mình cá nhân hóa các bạn. Đấy. Rồi, mình cứ chia dọc là mình chết lại là xong. Đi nó chờ học thời gian bao lâu vậy thầy? Học 15 ngày em ơi. Học 15 ngày nha. Vì chúng ta cắt cái layer này nè, chúng ta không tỉa và không cá nhân hóa, một xíu xíu chúng ta duỗi á thì nó không có được đẹp nha. Nên năm chúng ta phải tỉa luôn. Phương pháp này là tỉa nè. Đó, bấm nè. Đó, nó sẽ chạy nữa ha. Thấy không chị? Rồi, các bạn xem nè ha. Đó, chốt ha, tí xíu mình sẽ làm được 70 đến 80 90% gì luôn. Tại vì cái này là mình phải làm thiệt cho khách hàng về nhà người ta mới chơi được các bạn. Ok. Đó, thấy các bạn thấy không? Rồi.